Đây Happy, chào các bạn, mình là Huy. Hiện tại thì bên mình đang hơi bí content cho nên là có thử thách mình tập một cái lịch trên mạng. Lịch này thực ra là lịch của Lý Tổ Long. Mình nhìn cái lịch thì mình thấy rất là buồn cười. Thật ra thì các bạn xem mình tập thì tập, mà xem mình phân tích thì phân tích. Thì cái lịch tập này nó cũng có... Nói chung là mình có rất là nhiều điều mình muốn nói về cái lịch này. Chắc là mình tập thử, mình sẽ đưa ra cái feedback cho nó chân thật nhất. Thì Lý Tiểu Long nặng đâu đấy tầm 135 pounds, thì trong này có ghi mức tạ dạng pound rồi, thì mình sẽ quy đổi để nó phù hợp với cái tỷ lệ cân nặng của mình. Ví dụ như đầu tiên anh ấy tập squat 3 set với 10 rep với mức cân là 95 pounds, thì mình tính ra nó tỷ lệ đâu đấy tầm 70% cân nặng. Thì mình nặng khoảng 92 cân thì mình sẽ tập mức tạ rất là nhẹ thôi, nó chỉ rơi khoảng tầm 65 cân và 10 cái. Nó như kiểu khởi động ấy. Mình sẽ thử bắt đầu từ bài này á, xong rồi chúng ta sẽ tập dần đến những cái bài khác. Cái buổi này nó giống như kiểu là một buổi mà toàn tập những cái nhóm cơ nhỏ, và trông thì volume rất là lớn nhưng mà bài tập thì toàn là những cái bài đơn khớp nhỏ nhỏ thôi, thì tập mình nghĩ nó sẽ đơn giản thôi và mình sẽ quy đổi hết tỷ lệ sang với cái tỷ lệ cân nặng của mình. Sáu, bảy, tám, chín, mười, làm liền 30 cái được không? Làm liền 30 cái được không? Rồi, vừa rồi là bài tập này thì nói thật là Lý Tô Long không phải là người chuyên tập kiểu tập gym, thứ nó là cái mức tạ nó khá là nhẹ. Kiểu squat tầm 70% cân nặng của bạn mà làm 10 cái thì 3 set tổng cộng 30 cái, mình nghĩ là vừa rồi mình có thể làm 30 cái liền nhau luôn mà. Rồi, mình đi cosplay mà, không đánh giá, mình nghĩ là anh ấy không thiên về tập chân cho lắm. Và cái bài squat này cũng là cái bài duy nhất mình thấy rằng là tập một cái bài compound trong buổi tập. Một buổi tập có rất là nhiều bài và bài squat gần như là bài compound duy nhất, và là bài thân dưới gọi là tính tiền duy nhất, và mình thấy nó cũng không đủ đô để có thể tập. Rồi, bài tiếp theo là bài friend press. Friend press là tên gọi khác của bài skull crushers, là cái bài mà dumbbell bài easy bar tricep extension, là một bài mà anh ấy tập 64 pounds. 64 pounds nó rơi vào tầm 47% trọng lượng cơ thể của anh ấy, thì mình sẽ tập mức chắc là đổi sang cân nặng của mình thì nó sẽ rơi vào tầm 43 cân. 43 cân mình có một cái thanh easy bar ở đây, thanh này nặng tầm 10 cân rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp thêm khoảng 33 cân vào nữa thì nó sẽ phù hợp. Rồi, mình đã lắp tạ rồi, ở đây nó rơi vào tầm 42 cân, không có quả 1,5 thì mã cũng có. Đáng lẽ mình phải lắp lên 44 mà thôi, mình lười, mình sẽ lắp xuống thành 42. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là 43, làm 6 rep. Tập tay kiểu 6 rep mình thấy nó không phù hợp cho lắm nhưng mà thôi. Cosplay thì phải, đến nơi đến chốn. Ok, chung là xong bài này thì nói là nhỉ, mặc dù nó bài đơn khớp nhưng mà tập cảm thấy nặng hơn hẳn bài squat. Ông anh này chắc là đúng kiểu cái lịch tập của Lý Tô Long, nếu mà các bạn để ý kỹ thì nó đúng kiểu lịch tập phòng phủ ngày xưa. Tập mấy bài chính thì kiểu qua loa phớt lớt, tập mấy bài tay các thứ thì rất là kỹ. Và nói thật là cái bài này là bài mình không thích lắm, nó hơi khó chịu phần khuỷu tay. Nó nếu mà mình tập bài này mình sẽ không bao giờ mình chọn cái khoảng rep nó thấp như vậy. 6 rep đối với mình với bài này là khoảng rep nó không quá phù hợp. Tuy nhiên thì tập thì vẫn được thôi, vẫn đơn giản, chưa có vấn đề gì cả. Rồi, bài tập tiếp theo là bài mình nghĩ bài này có thử thách đây. Bài này là bài incline curl. Anh ấy tập là 35 pounds. 35 pounds thì nó rơi vào tầm 26% trọng lượng cơ thể của anh này. 26% trọng lượng cơ thể của Huy nó phải rơi vào tầm gần 24 cân. 24 cân của bài incline curl này dù có làm 6 cái thì Huy nghĩ là cũng sẽ khó. Chưa thử bao giờ nhưng mà nghĩ là sẽ khó đấy. Nếu mà không được thì Huy sẽ đổi thành hammer cho nó dễ nhá. Còn nếu mà để ngửa đây Huy nghĩ là không chắc là mình có thể lên nổi được khoảng 20 cân. Và mình cũng sẽ hạ tạ đi một tí, mình tập khoảng 22,5. Mục tiêu sẽ là 6 rep. Oh, tiện quá, 22,5 ở đây. Nếu mà không lên được thì mình sẽ hammer nhá. Ui dồi. Ok. Rồi. Hơi khó, thôi mình sẽ hammer. Lại nhá. 1 2 3 4 lên là một bên, không lên là hai bên. Thế là tính ra sẽ rơi vào tầm 6 rep rưỡi. Một rep mình thử cầm ngửa tay mà không được. Nói chung là bài này thì rất là Lý Tiểu Long khỏe hơn mình. Bài này khá là căng.
sau bài này sẽ là vẫn là một bài tay trước, nhưng mạ nó sẽ là bài concentration curl, vẫn là với mức tạ này, nhưng mạ tập theo kiểu ở bên dưới. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tập thêm một lúc nữa, mình nghĩ là càng tập sẽ càng đuối. Ngay ở set đầu tiên mà nó đã thử thách như này rồi thì mình nghĩ là ở cái thử thách tập bài incline curl, nói chung là tập mấy bài curl này thì mình thua Lý Tiểu Long. Tiếp theo, đáng lẽ chúng ta sẽ xen ở giữa cái bài tay trước là một bài front press 2. Mình không thể tìm được bài front press 2 là bài gì. Front press 1 lúc nãy là chúng ta tập bài tricep extension với easy bar rồi đấy. Chắc là một biến thể khác thôi, nhưng mà mình lên mạng mình search mình không biết. Mình biết là mình không rõ là Lý Tiểu Long học kiểu tên bài tập ở đâu, mà mấy cái từ ấy tìm cũng khá là khó. Nên là mình skip cái bài front press 2 đấy, mình chuyển sang bài concentration curl luôn. Và mình nghĩa là mình đang tập liền hai bài tay trước với nhau. Mà thực ra thì như mình nói lúc nãy đấy là cái mức tạ này mình nghĩ là nó hơi quá so với cái body weight của mình, so với cái bicep của mình. Vì mình nghĩ là Lý Tiểu Long là người chuyên tập tay nhiều, tức là ông quen. Mình không tập tay nhiều kiểu như vậy. Nghĩa là kiểu squat thì đấy rất là dễ, nhưng mà sang tập tay này thấy khá là căng. Mình nghĩ là tập tay dễ cơ, nhưng mà thử nhá. Chung là cosplay lại cái mức tạ của người ta. Thì bài này mức tạ vẫn là như vậy thôi. Lý Tiểu Long vẫn tầm 35 pounds. Thì mình sẽ làm với 22.5, 6 cái, ok không ạ? Rất ít khi mình tập tay, tập rep thấp kiểu như vậy. 1 2 3 Cuối nào. 2 3 Damn it. Tay này chắc không làm được đâu. Tay này là bên này, tay thuận. Tay này chắc là cố gắng sẽ 5 cái. Đương nhiên mình vẫn sẽ trả đủ thôi, cho nó cân hai tay, nhưng mà không quay đâu, trông xấu lắm. Thứ nhất là không đủ cá, thứ hai trông nó sẽ xấu. Tay thuận của mình làm 6 cái còn mình nghĩ là còn tương đối chật vật. Nhưng mà bài này lâu mình không tập, nó là bài cũng cảm thấy khá là ăn vào tay trước. Cái lý do mình không tập bài này đương nhiên như mọi bài thôi, tức là những cái bài gì mà tập từng bên một mà nó không thể xử lý vấn đề lệch cơ gì cả thì mình sẽ không tốn thời gian x2 cho những cái bài kiểu như vậy. Nhưng mà lâu không tập thì tập thấy đúng là nó ăn thật. Wow, tiếp theo là bài khá là căng, là bài chống đẩy thôi. Nhưng mà chống đẩy này là chống đẩy 70 đến 80 pound, chắc là đỏ 70-80 pounds lên lưng. Thì mình cũng tính nhanh ra nó rơi vào tầm 55% trọng lượng cơ thể của mình, nghĩa là khoảng 50 cân. Mình chưa bao giờ mình chống đẩy kiểu gì mà có 50 cân lên người cả. Lý Tiểu Long làm 10 cái. Nói chung là về chống đẩy là về sở trường của Lý Tiểu Long rồi. Chúng ta sẽ thử làm cái bài sở trường của Lý Tiểu Long với 50 cân trên người xem nó như thế nào nhá. Chắc là nhờ hỗ trợ rồi. Được chưa? Trông chành à? Thực ra thì mệt không phải là vì nặng, do là vì chưa quen thôi. Mày đừng có bốc quét. Nghĩa là mình chưa làm bao giờ, mình làm mình thấy nó không đến mức thử thách lắm. Nói chung là một bài mình nghĩ là nó không làm khó các bạn nhiều, đặc biệt là bạn nào có chống đẩy. Nghĩa trong lịch tập của mình chả có chống đẩy bao giờ, mình nghĩ là mình vẫn có thể thực hiện được. Mình thấy nó khó một chút là vì nó hơi tim mạch một xíu. Nghĩa là mình tập tại khi nào mình tập trong cái khoảng kiểu như vậy, và cơ thể mình nó khá là lạ nên là nó chưa quen nó chuyển động. Mình nghĩ rằng là mình cần tập bài này một tháng thôi là mình sẽ tăng được nhiều tạ hơn và đẩy nó sẽ mượt. Không khó chúng ta nghĩ, mà cũng khá là mệt. Rồi, toàn tập tay đây. Toàn tập tay đây. Two hand curl. Two hand curl là curl bằng hai tay. Thì mình nghĩ là với mức cân ông ghi ở đây là bằng với bài push up, nghĩa là nếu mà mình tập sẽ tập khoảng 50 cân. Thì với 50 cân này thì khả năng cao là mình sẽ dùng easy bar, mình đã lắp sẵn ở đây rồi, mà mình nghĩ là khá là khó đấy, cơ kiểu 50 cân mình chưa từng thử bao giờ, mình cũng chả tập cái biến thể kiểu này bao giờ ấy, nên mình sẽ thử. Úi dồi, không lên được rồi. Sao là mình sẽ chít một xíu, phải chít nhiều xíu rồi. Bài này chịu, nặng quá. Không sao. Rồi, bài này nếu mà cho mình tập nguyên sức chắc là mình sẽ làm được một cái. Tuy nhiên nó là bài số 3, và hai bài trước chúng ta đã tập khoảng 7 set tay trước rồi. Mà đến bài này thực sự là mình nghĩ rằng là
tay trước của Lý Tiểu Long tương đối là quái vật để làm được điều này. Tay sau thì mình vẫn có thể chịu được thêm. Tay trước thì bài này kể cả tập lẻ của mình không làm được, nghĩa là ở cái vị trí này. Nhưng mà nếu mà cho mình, nếu mà kể cả dưới góc độ mình tập được cho mình sắp xếp thì bài này mình đã xếp lên trước hai bài kia, hai bài tay trước kiểu hai bài incline với bài concentration curl này, thì mình sẽ tập bài này lên trước. Ở để ở vị trí này thực sự nó rất là khó, mình không làm được thử thách này. Rồi, xin lỗi các bạn, lúc nãy mình buzzer quá, mình làm toán sai. Lúc nãy mình cái bài curl rồi mình tập là 60 cân, mình quên mất mình tính cái thanh đòn nó nặng 10 cân rồi. Nếu mà bỏ 10 cân đi thì mình nghĩ là mình sẽ làm đẹp hơn. Nhưng mà mình nghĩ là để làm được 6 cái các thứ thì nó hơi khó một xíu. Bài đấy làm bao nhiêu nhỉ? Bài đấy làm 8 cái. 8 cái thì không, kể cả bài vừa rồi mình bỏ 10 cân đi bảo mình curl 8 cái không được. Nhưng mà nói chung là đính chính lại một tí, không là bảo cầm 50 cân mã không lên được, ra nó 60 cân. Rồi. Bài tricep stretch là một bài mình không biết nó là bài gì, không biết là bài giãn hay bài tập nữa, nên mà mình sẽ skip vào đây. Tiếp theo là bài dumbbell circle. Dumbbell circle là một cái bài mà chúng ta tập cho vai, sẽ lên kiểu front raise này, sau đó chúng ta sẽ sang ngang và chúng ta dùng vai giữa chúng ta phanh nó lại. Như vậy là tính là một vòng một rep. Và làm Lý Tiêu Long là 16 pounds. 16 pounds nó tương đương với khoảng 11% trọng lượng cơ thể của ông này. Thì mình cũng tính nhanh ra là nó rơi vào tầm mình sẽ tập khoảng 10 cân. Và số rep là infinite, chắc là vô hạn. Thì chắc là làm đến ngưỡng thất bại. Thì mình sẽ đi lấy hai quả 10 cân rồi mình sẽ thực hiện bài tập này đến ngưỡng thất bại. Bà ấy kêu lục cục vậy. Mình sẽ tạm dừng ở 19. Mình làm 20. Và vừa rồi chắc là rơi vào tầm RPE 7.5-8 rồi. Về mặt lý thuyết thì nếu mà cắn răng đau đớn chịu đựng thì có thể thêm được vài rep nữa. Nhưng mà tập kiểu cosplay bình luận thôi, mình nghĩ là không nên đâm sâu như vậy. Mà đánh giá bài tập này là bài mình chưa tập bài này bao giờ. Lúc đầu các bạn thấy là mình sẽ lên kiểu truyền thống là mình sẽ lên tay gập như này. Thì khi mà lên thang thẳng tay như này, cái tay nó nằm úp này, tay sấp như này, thì khi mà sang ngang này mình sẽ thấy rất là cấn. Cho nên là ở nửa sau các bạn thấy là mình sẽ tự ngửa cái tay lên một chút xíu. Và lúc đấy thì cái chuyển động mà di ngang sang này nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái thêm thắt của mình ở bài tập này. Và bài tập này tập 4 set mà đến ngưỡng thất bại như vậy thì mình đánh giá là sẽ khá là lụi vai dành cho những ai mà lần đầu thử. Thì nó cũng khá là rụng tay đấy. Nào. Rồi. Sau một cái vòng mà khá là dụng vai vừa rồi thì tiếp theo sẽ là bài reverse curl tập 64 pounds. Lúc nãy mình đã lắp 64 rồi, nó rơi vào tầm 43 cân lúc nãy bài tricep extension, bài front press ấy. Thì bây giờ mình lại lắp lại, mà bây giờ mình cũng cuối buổi mình lười, tay mình dụng rồi, mình lắp khoảng 40 cân thôi. 40 cân lần này 6 rep bài này thì cố gắng nhất định phục thù phải làm được. Lúc nãy fail của bài rồi. Bài tay trước này của Lý Tô Long thì hình như là hơi trội hơn mình khá là nhiều. Mình sẽ làm thử. Rồi, ok, ta sẽ thử. Ok, khá là đơn giản. Chắc là do mình skip bài kia. Nếu mà mình nghĩ là tập đủ theo kiểu Lý Tiểu Long cầu 4 bài tay trước rồi thì bài này thì nó khá là dụng. Tuy nhiên thì bài này là vì đó là bài reverse curl, chúng ta cầm úp tay, cho nên là phần cẳng tay này thấy cũng mình thấy khá là đủ đây. Mình nghĩ là với một bài tập bình thường của mình thì tập bài này mình nghĩ là kiểu 4 set bài này đó đã tương đủ cẳng tay rồi. Nhưng mà Lý Tiểu Long thì không nghĩ vậy. Và ở đằng sau mới còn thêm hai bài cẳng tay nữa. Chúng ta sẽ đi nốt cẳng tay đấy là chúng ta sẽ xong việc ngày hôm nay. Đang định cắt cái quả này sau cái bài vừa rồi thì hiện ra là bài wrist curl tiếp theo cũng tập với mức 64 pounds, cái là vấn mức tạ này của Lý Tiểu Long. Thì mình nghĩ đó là cái bài mà chúng ta sẽ cầm và gập lên như này. Thì chúng ta sẽ thử xem bài này như thế nào. Số rep thì cũng không nói rõ, số rep thì cũng ghi là ngưỡng thất bại. Chúng ta sẽ thử. Trong này nó sẽ khá đơn giản thôi. Thế là cầm này và đập tay lên. Bảy. Tám.
chín. Sáu. Bảy. Chín. Rồi. Wow. Cảm giác nó ra thì như mình bảo đấy, có một số bài các bạn làm nó không đến mức nặng như vậy, nhưng mà các bạn phải xem vị trí của nó đâu. Sau 4 set mà chúng ta tập cái bài reverse curl này thì sang bài này nó đúng là một thảm họa. Mọi thứ nó đang rất cứng, nó đang rất là phồng, và mình sẽ đi tiếp. Nói chung là các bạn sẽ để ý một điều là khi các bạn tập đến ngưỡng thất bại mà các bạn nghỉ không quá dài thì chắc chắn là cái set sau các bạn sẽ mất rep. Ví dụ như set vừa rồi mình làm khoảng 20 rep, 4 set tới chắc chắn là set tiếp theo nó sẽ tụt xuống chắc là tầm 17, set sau nữa xuống 14, có khi set cuối cùng mà tập đến ngưỡng thất bại thì nó chỉ còn quanh quẩn đâu đấy tầm 11 đến 12 2 rep thôi. Thì đấy là cái điều mà các bạn phải chấp nhận khi mà các bạn tập đến ngưỡng thất bại. Bài Wrist Curl 2 mình không biết thế nào là Wrist Curl 1, thế nào là Wrist Curl 2. Vừa rồi mình sẽ gặp theo kiểu extension như này rồi, flexion như này rồi. Bây giờ mình sẽ tập theo kiểu là nó duỗi, nó sẽ extension, cũng làm đến ngưỡng thất bại. Chung là combo vừa rồi là 8 set, tức là cẳng tay rồi. Thì bây giờ cẳng tay nó để nguyên, nó chỉ cần nắm tạ thôi đã thấy khá là mỏi rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cố đi đến ngưỡng thất bại của bài này xem nó như thế nào. Về mặt lý thuyết thì bài này chắc là mình tập không đúng dụng ý của Lý Tổ Long cho lắm ạ. Mình thấy nó tương đối là nhẹ, maybe là đây. Nên mình nghĩ là sẽ như này thì nó hợp lý hơn. Đúng rồi, chắc là tập phải đúng như này. Tại vì nếu mà các bạn để như này thì cái khớp chịu lực là khớp cổ tay, và cái cánh tay đòn nó sẽ dán rất là nhiều nếu mà so với kiểu để bên dưới này. Chung là mình hãy tự trả đốt bên này. Mình sẽ nhận xét là chơi đến cái vòng này thì cái cẳng tay nó khá là cháy. Đi từ combo, từ reverse curl đến bài wrist curl này, bây giờ là đến bài ngửa lên như này, cẳng tay của bạn nó cháy toàn diện luôn. Và bây giờ thì mình nghĩ là đã quá đủ cho tay rồi. Chúng ta sẽ đến với hai cái bài cuối cùng mang tính gọi là giải trí thôi. Hai cái bài này mình thấy khá là nhẹ, chúng ta sẽ đi đến hai bài cuối cùng nhé. Rồi, bài tập bụng trong buổi ngày hôm nay sẽ là bài sit up. Bình thường mình hay tập bài crunch. Bài crunch là cái bài mà các bạn sẽ giữ cái lưng bạn dưới và bạn chỉ bộ crunch lên như này thôi. Thì bình thường mình hay tập crunch. Còn ngày xưa mình nghĩ bài sit up ấy nó là một cái bài mà crunch bị sai, nghĩa là chúng ta crunch và chúng ta nhấc lưng lên ấy. Mà thôi, nếu tên nó là bài sit up thì chúng ta sẽ tập bài sit up. Bài này tập sit up này mà chúng ta nói chung là người mới tập bài này dễ hay bị đau lưng. Và trong cái trường hợp này thì tập khá là dễ. Tập body weight với 12 cái thì mình nghĩ là thoải mái. Rồi, nặng hơn mình nghĩ. Nó nặng hơn mình nghĩ một chút. Nói nào nhỉ? Bình thường mình hay tập crunch thì mình sẽ không gập toàn bộ cả người lên, cho nên là cái lực nó phát ra từ cái bùn bụng và phần hông của mình nó không lớn, thì nó sẽ không lôi cái chân mình lên. Nghĩa là nếu mà mình để chân như này mà mình tập bài crunch thì mình thấy là cái phần thân dưới của mình khá là ổn định, khá là stable. Tuy nhiên thì sang cái bài sit up này vì mình không quen nên là chắc mình dùng cái lực văng lên nó hơi lớn, cho nên là nó cũng cái lực văng đấy đồng thời nó sẽ kéo ngược cái chân mình lên và mình sẽ cảm thấy hơi khó trong việc là giữ thẳng chân dưới đất. Tuy nhiên nhìn chung thì nó vẫn khá là dễ. Có nghĩa là một số bài tập trong buổi tập ngày hôm nay nó làm mình cảm thấy hơi khó một chút xíu, phần lớn là vì mình chưa tập nó bao giờ, cho nên là não bộ của mình chưa quen thuộc trong cái cách sử dụng cơ bắp và nó sử dụng cái tài nguyên mà mình vốn có nó chưa được tốt. Nói chung là lịch này mình tập một thời gian thì chắc là chưa đến một tháng thì mình nghĩ là mình sẽ xử lý nó một cách êm đẹp, không vấn đề gì cả. Đấy chính là một trong những cái thích nghi về tập luyện của chúng ta, nó là một cái khá là hay. Cuối cùng trong buổi sẽ là bài calf raise, là một bài tập cho bắp chuối. Thì anh ấy chỉ ghi là 20 rep với body weight. Nói thật 20 rep body weight thì nó quá là nhẹ, mình không biết phải làm nào, nên là chắc là mình nghĩ là mình sẽ tập từng chân một. Và mình nghĩ là kể cả tập từng chân một mà 20 rep body weight của calf raise thì nó cũng tương đối là nhẹ. Mình sẽ làm từng chân một.
mình vừa thử xong, chung là đến cuối khá là đuối. Mình không biết là Lý Tô Long tập một chân hay hai chân, nhưng mà mình tập một chân vừa rồi thì mình thấy rằng là cái cường độ cho 20 rep với body weight như vậy là phù hợp. Còn nếu mà thực sự hai chân thì nó sẽ quá là nhẹ, và mình thấy là lâu lâu tập bắp chuối. Mình thấy đây là một cái bài tập khá hiệu quả. Thôi bây giờ mình sẽ trả nốt chân còn lại và trả nốt bài tập, và chúng ta sẽ kết thúc buổi tập. Rồi, vậy là mình đã kết thúc cái buổi tập của Lý Tô Long này. Làm tí đường. Tập thì nói thật là mình đánh giá cá nhân thì không biết phải nói nào, nhưng mà mình thấy cái lịch tập này nó hơi giống cái lịch tập kiểu chầu chầu ngoài phòng phủ ấy, nghĩa là dành cái sự quan tâm chú ý vào những cái bài đa khớp nó quá là ít, và chúng ta dành cái sự quan tâm chú ý đến những cái bài đơn khớp quá là nhiều. Nói chung là nó gợi nhớ mình về cái thời chầu chầu mình tập phòng phủ, lúc mà mình toàn tập mấy cái bài tay chân bụng các thứ kiểu kiểu đấy, tay bắp chuối, cẳng tay các thứ, bụng biết các thứ, mà tập trung kiểu quá nhiều vào những cái bài đấy, thì nói chung là nó khiến mình nhớ lại thôi. Và đương nhiên là chúng ta cũng không được quyền đánh giá, tại vì mỗi một người sẽ có một cái mục tiêu riêng. Có thể đây là cái lịch tập nó dẫn Lý Tô Long đến cái thích nghi mà Lý Tô Long mong muốn. Rồi thì mình cái lịch tập vừa rồi ngày hôm nay mình cũng đã quy đổi mức tạ của Lý Tiểu Long sang cho với cái cân nặng của mình. Tuy nhiên thì nếu mà làm như vậy sẽ hơi thiệt thòi cho mình một chút xíu, tại vì mình nhiều mỡ hơn Lý Tiểu Long, nghĩa là mình sẽ chọn tạ dựa trên cả phần nạc, cả phần mỡ của mình. Còn Lý Tiểu Long khôn mình, nghĩa là cái mức tạ dựa trên cái phần nạc của Lý Tiểu Long nó khác với mình sẽ phải thiệt thòi hơn, tại vì mình phải gánh thêm cái chỗ mỡ. Thì thôi, không sao, không vấn đề gì cả. Mình nghĩ là mình làm khá là ổn, trừ những bài tập tay trước. Mình nghĩ là Lý Tiểu Long tay trước khỏe hơn mình khá là nhiều. Mình tập nói chung là tập một số bài, nếu mà đúng như mức tạ ông Điền thì sẽ khá khó. Mình phải bỏ một số bài tay sau chẳng hạn thì mình không biết tên. Thì vô hình chung thì một buổi tập này là buổi tập mà kích thích, mình nghĩ là ổn. Tuy nhiên thì để kích thích ổn đấy, chúng ta phải đánh đổi bằng cách là chúng ta tập quá là nhiều bài dễ với một cái volume nó cũng tương đối là lớn. Và mình nghĩ rằng là với mục tiêu đi tập bình thường chúng ta bây giờ thì nó không phù hợp với quá nhiều người. Các bạn thích tập tay thì các bạn thể thử mô phỏng lại, nhặt một vài cái bài ra mình làm. Và thực ra thì dưới góc độ tập luyện của mình, các bạn thấy cũng sẽ có một số bài nó ít người tập, tại vì một số bài đấy nó thực sự nó không hiệu quả cao cho lắm. Ví dụ như là những cái bài tập concentration curl này, mình rất là ghét những cái bài kiểu từng tay từng bên vậy, nó tốn thời gian. Tuy nhiên thì thôi, chúng ta vẫn dành cái sự tôn trọng nhất định cho tiền nhân, đúng không? Cụ Lý Tô Long. Rồi thì nếu bạn thấy video trên hữu ích, hãy like, share và theo dõi, cũng như là ấn vào chuông đăng ký để có thể xem được những cái nội dung tương tự này trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.